Em thấy bạn ấy thích hợp làm em của em hơn. Em của em hơn. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Hai. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Chào phụ nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Minh Phong, em sinh năm 94. Em sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang ạ. Em là một kỹ sư thực phẩm. Hiện em đang làm ở phòng quản lý chất lượng của công ty sản xuất xúc xích ở Long An ạ. Ngoài ra em còn buôn bán hàng online và là một TikToker cũng được nhiều người biết tới ạ. Giỏi vậy ta. Dạ. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Em xin chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh ạ. Em tên là Phạm Hồng Ngọc, năm nay em 30 tuổi. Em hiện là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn ESO Việt Nam. Em hiện đang sống ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi. Dạ. Ưu điểm Phong là gì? Dạ, ưu điểm em là biết nấu ăn ạ. Em nấu ăn rất là giỏi ạ. Con giỏi vậy ta? Đam mê nhỏ lớn luôn anh. Vậy đó hả? Tại em kỹ sư thực phẩm mà, phải biết nấu chứ. Đúng rồi. Dạ. Làm TikToker là làm gì? Có gì làm gì ẩm thực không? Dạ có ạ. Em hay quay người nghèo rồi ạ. Nữa đi, nói nữa. Dạ. Đi xếp bông, xếp hoa, đồ đang thiêu, mai giá, đồ. Vậy nói đó chung hả? Tất cả các công việc của chị em phụ nữ làm được là em làm được. Còn khuyết điểm của em á, chị em phụ nữ á, không làm việc nặng được thì nhược điểm của em cũng không làm việc nặng được. 20-30 kg là rinh hết nổi rồi. Vậy bố hai chồng lấy nhau rồi ai làm việc nặng? Không, phải thuê thôi. Với lại em không có biết giặt đồ anh. Hồi đó ở quê thì có mẹ với chị giặt. Rồi lên ở trọ thì dụ dụ mấy em ở xóm trọ giặt. Trời ơi, mấy em ở xóm trọ hả? Quá trời. Bữa nào vụ không được thì bỏ đồ vô thau, leo vô đạp. Đạp nhiều khi chưa sạch nữa. Bể thau anh. Rồi. Đó. U là trời. Vậy là hai cặp này hợp nhau lắm luôn á. Tôi mường tượng được bên kia làm sao rồi đó. Bên có bên đây giặt đồ cho. Bạn nữ chỉ cần biết giặt đồ thôi, mọi chuyện để bên này rinh 30-40 kg không nội, để bên đây rinh cho. Vậy hai đứa cùng rinh lắm. Nhà nữ có máy giặt nên đừng lo nha. Ừ, hợp lý đó. Ha, rồi. Em gái, bạn trai nói trong đây thấy bạn ấy là người như thế nào? Em thấy bạn ấy thích hợp làm em của em hơn. Em của em hơn. Chưa chắc nha. Chắc à, năng động lắm á. Dạ, nhưng mà bạn trai ít tuổi với lại thích làm những công việc phụ nữ. Và em thì là không giỏi may vá thơ thùa. À, thì bù trừ. Thì giờ bù trừ. Kế toán thì em làm việc hành văn phòng không à? À, văn phòng không hả? Dạ. Bạn trai bằng tuổi em gái em á. Nhất là nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Nghĩa là hợp lắm. Hợp lắm đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, luôn suy nghĩ lạc quan và thích ca hát nhảy múa. Điểm yếu của em là cá tính hay quên với lại không thạo việc gia đình lắm. Em thì thích làm những công việc xã hội hơn. Đi làm rồi về đi vui vẻ với bạn bè, đi nhà sách, đi karaoke, rồi đi tập nhảy, tập yoga. Ít thời gian ở nhà lắm. Ngoại thôi. Dạ, em ít ở nhà hơn, ít ở nhà và ít quan tâm tới việc gia đình lắm ạ. Không sao, mình cứ đi làm, mình kiếm nhiều tiền thì mình có người phụ mình. Ở đây do giặt vũ thiêu thùa mai giá hết đi rồi, không có lo gì hết á. Vì không có thời gian nhiều cho nên cũng ít quen biết lắm ạ. Em đi làm suốt ngày à, còn mối tình gần nhất của em là cách đây năm ngoái thì em cũng quen trong công ty luôn. Dạ, cũng không có thời gian đi ra ngoài thay tụi em, không có cùng quan điểm sống với chị. Thì ai cũng coi việc của mình là nhất hết, cho nên cũng không có sự đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Giờ mình kìm mối tình này là gần nhất rồi nha. Dạ. Cách có hàng rào thôi đó. Rồi để con mối rồi, đây mấy mối. Em cũng có mối anh. Vậy chứ mấy cái mối giặt đồ trong xóm trọ làm sao? Cái mối đó là phải mướn anh. Ủa sao mướn nãy nói vụ mà. Thì vụ nhưng mà cũng phải mua bánh mua trái rồi chứ. Cũng tốn chút ha. Dạ. Một mối tình mấy năm? Dạ 5 năm anh. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì nhìn bên ngoài bình thường em đi làm cũng công việc cũng kiểu văn phòng em ăn mà cũng nhìn được thì đi. Nhiều khi em diễn mấy cái clip mà nghèo thì em diễn em nhập tâm lắm, như quần áo xé là rách rưới vậy nè. Có một số clip thì nó cũng được lên báo với đề xuất đó anh. Rồi bạn đó coi được, rồi bạn bè bạn đó coi được, rồi bạn đó bị quê á anh. Hai đứa cãi nhau. Vậy đó hả? Trời tức ghê. Thiệt vậy? Mà quan trọng là những clip đó với nội dung có tích cực hay không hay tiêu cực? Tích cực chị. Trời, cô gái ấy đã bỏ sót một chàng trai tài năng rồi. Đúng rồi, một chàng trai dễ thương. Đúng rồi. Năng động, đó. Biết mai giá thiêu thùa. Sao mà giỏi vậy mà có mối vậy?
không có thời gian kiếm mối khác gì ơi. Nhiều khi em sợ quen bạn nữ khác thì bạn nữ cũng như cũng gặp trường hợp giống vậy á, rồi bị quê với bạn bè rồi nó lại trở về cái khuôn cũ nữa chị. Trời ơi, không quê đâu. Tôi hỏi cái chị bên đây coi ra, nếu như mà bạn này đóng nghèo khổ đóng tùm lum hết trơn rồi, em có quê với bạn bè không? Em nghĩ là lao động chính đáng thì không có gì phải xấu hổ hết. Đúng rồi. Dạ. Đó mình đóng thôi mà. Không lẽ giờ tôi Ngọc Lan đóng vai trộm ăn cướp, bà này đóng vai đánh ghen, rồi bà này đóng vai cẩm hường gì đó dữ dội này kia, không lẽ ghét người ta? Không lẽ ra đường công an bắt. Đúng không? Phải thông cảm cho nhau đúng nhiều. Đúng rồi, đó là nghề nghiệp. Ở nhà toàn là theo thùa má giá, lên mạng xã hội thì toàn đổi tóc giả tô son. Dạ. Mình có tự kiểm tra lại giới tính của mình không? Dạ. Ở công ty ai cũng nói em BD á, nhưng mà em cảm thấy em không có BD. Em cảm thấy ở công ty em có biệt danh đó, kêu bằng một tên một chữ à chị. Mưa. Mưa. Thật ra bên đó đàn ông lắm á, không có giỡn đâu. Trai không chú? Đẹp trai, dễ thương. Em hay hấp dẫn về vẻ ngoài lắm. Giỡn nha, còn bên trong thì tôi không biết, tại tôi chưa được coi. Còn mình sao nè, mình muốn tìm một người chồng tương lai thế nào? Em thì tìm một người chững chạc, sống có trách nhiệm trong tình yêu, phải chân thành, phải biết chia sẻ với nhau. Rồi nhà trai nè, bây giờ có nhu cầu quen một người con gái như thế nào? Dạ, em muốn tìm một bạn nữ tóc đừng ngắn quá chị, có đeo kính nhưng mà đừng có cận quá 4 độ. Lý do? Tại vì nhiều khi cận quá bạn đó đâu có thấy đường đâu mà em đi nhậu xỉn, nhiều khi sao chở em về được chị? Người ta cận, người ta muốn cận nhiêu độ kệ người ta, chứ miễn người ta có đeo kính như cho mấy người thích là được rồi. Với dạ lại với em vòng một to to xíu tạo cho em một cái nhìn thân thiện vậy. Ủa, em nhìn vậy? Chị em không có thân thiện hả? Vậy không có to to là không thân thiện hả? Đàn ông mình nhìn vô phụ nữ đầu tiên là phải tạo cái nhìn thân thiện. Thân thiện em nhìn vô chỗ đó không hả? Em nhìn cái thân thiện là em lướt lên trên. Giờ tôi chị Lan thân thiện chưa? Đừng có đem tôi ra so sánh rồi, tôi nãy giờ nó không thèm nhìn mặt tôi được, tôi biết nó không có thiện cảm với tôi rồi. Rồi, bà bệnh hơi thân thiện rồi nha. Trước khi đi mẹ em có một tiêu chuẩn để chọn bạn nữ anh. Chị hả? Là bạn nữ tuổi phải là động vật bốn chân anh. Tuổi phải là động vật bốn chân. Chó, mèo, trâu. Gì nữa? Khỉ. Khỉ có hai chân rồi chị. Khỉ có hai chân trước nữa, cha nội nó cũng bò đi vậy cha nội. Hay là kỵ khỉ, cái không cho ăn khỉ bốn chân. Mà đó tiêu chuẩn của mẹ em thôi, còn em thì một chân hai chân không có chân gì em cũng thương hết. Được. Tuổi con gì? Con khỉ. Con khỉ. Đào. Mấy chân? Khỉ có lúc chân. Đi bốn chân, có lúc đi hai chân. Em hai chân nhưng mà chân em ngắn à. Giờ còn tiêu chí gì nữa không? Dạ, em chỉ có nhiêu đó hả chị? Muốn cái gì to to nữa không? Em thân thiện nhiêu đó được rồi chị. Đi với ai? Em đi với mấy chị làm chung công ty chị. Mấy chị thân thiện quá. Em á, đại diện cho nhà trai. Mà bạn gái bên đây á, nhìn mẫm mỉm mỉm nhìn lắm. Nhìn thân thiện không ạ? Cũng mỉm mỉm nhưng nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương. Em thấy cũng hợp chứ. Bạn bên đây, em của em á thì nói chung là trong công việc rất là nhiệt tình, chị nhìn vậy thôi. Nói chung với bạn bè với chị em trong công ty rất là hòa đồng. Em mà không có nấu ăn được thì em nấu ăn cho, em nấu ăn rất là ngon. Nói chứ bạn ấy rất là man nha. Giỡn thì thôi chứ bạn ấy man lắm á. Rồi. Dạ, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Em đi với vợ chồng em gái em ạ. Dạ, chào chú Nguyên Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là Nga, em gái của chị Ngọc. Theo quan điểm của em á, thì em thấy bạn nam này rất là dễ thương. Nói chuyện cũng hài hước nè. Tính tình bạn khá là hướng ngoại, rất là hợp với người hướng nội như chị. Nên là em nghĩ là hai người cứ tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, dạ, cảm ơn nhà gái. Mở rào. Đó, chuyện của em đó. Làm đi, họ anh quay về anh phát TikTok cho. Để tôi coi nó nhìn đâu. Em có thích ăn xúc xích không? Em không thích xúc xích mà em thích thịt nướng. Lần đầu tiên gặp mặt á, anh có cây xúc xích muốn tặng em á. Trời đất ơi. Cây xúc xích của anh làm á, anh thấy cây xúc xích có bự không? Sao mà? Anh còn mấy cây xúc xích bự hơn nữa mà tại bỏ hộp không vừa á, nên anh thôi tặng cây này bự cũng vừa rồi. Về công ty anh làm. À, công ty anh làm. Quen. Đây em tặng anh muốn quà làm quen ạ. Rồi, anh cảm ơn nhiều. Rồi giờ em coi các bạn ấy thân thiện không?
Anh thấy em lần ấn tượng đầu tiên là như thế nào ạ? Cũng thân thiện đó. Thì em tuổi thân mà. Quên. Sao nhìn anh rất là trẻ luôn á, so với tuổi thật luôn. Em anh bằng tuổi em gái em luôn. Đừng có nói tuổi. Anh làm TikToker lâu chưa ạ? Anh làm nay 3 năm rồi. Em có chơi TikTok không? Em có xem TikTok chứ em không có tham gia thôi. Kênh anh là Phong Hu Test á, mình follow nhau đi, tối về mình BK. Tới chương trình này á, anh có hai câu hỏi muốn hỏi em. Thì câu đầu tiên á, khi nào anh diễn clip á, rất là nhập tâm, thì có một số clip thí dụ ra anh cầm sổ đỏ anh ngồi trước ngân hàng vậy nè, cái anh quay cái lỡ ba mẹ em nói ôi thằng này nó không có tiền hay là nó đem sổ đỏ đi cầm gì đó, thì em có bị quê hay mặc cảm gì không? Ba mẹ em rất thoải mái, ba mẹ em cũng rất là cập nhật cái những cái xu hướng mới của giới trẻ. Ý cho nên sẽ hiểu đâu. Em có hiểu cái nghề của anh không? Em hiểu cái nghề của anh là diễn TikToker, thì đó cũng chỉ là diễn thôi. Em biết là đó là niềm yêu thích của anh thì em sẽ tôn trọng nó. Câu hỏi thứ hai muốn hỏi em á là nếu mà chút nữa hai đứa mình bấm nút hẹn hò, anh có ba sự lựa chọn cho em. Một á là em đi làm công ty hai đứa ở trọ. Hai đó là về quê hai đứa làm ruộng. Ba là hai đứa ban ngày anh diễn em quay đăng clip rồi bán hàng online. Trong ba cái đó em có chọn được cái nào không? Em không thể nào làm ruộng được, em không biết làm ruộng. Vậy là còn hai cái em chọn được cái nào không? Em thì rất yêu thích công việc của em, thì chắc chắn là em sẽ lựa chọn được điều thứ nhất là em đi làm. Nếu mà đi làm thì hai đứa phải ở trọ đó. Không sao, thì em cũng ở trọ suốt 10 năm nay rồi. Thì em có câu hỏi nào muốn hỏi anh không? Em hỏi muốn hỏi sao anh lựa chọn TikToker là niềm đam mê của mình? Tại vì trong quan niệm của anh thì ngày nào cũng là kiếm ra tiền, nên ban ngày anh đi làm ở công ty thì ban đêm anh cũng muốn kiếm thêm để phụ giúp gia đình á. Thì anh là một TikToker chân chính chứ không phải mấy cái clip mà tiêu cực. Tự anh quay tự anh diễn à, có thể là mướn mấy em ở xóm trọ ra quay. Nếu mà dự định cưới chị thì kinh tế anh chuẩn bị ổn định như thế nào ạ? Kinh tế thì anh đã chuẩn bị đủ rồi, có nhà riêng ở quê rồi ạ. Em muốn sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì sao ạ? Thì hai đứa ở trọ, làm sau này thì có con cái cũng phải cho về quê rồi thôi, chứ đi đâu thì cũng về quê thôi. Sau này mình làm ăn khá khá mình phải có cái khát vọng là mình sau này khá khá mình muốn định hướng tốt cho con cái sau này thì tốt nhất thì ở thành phố cũng được. Em nghĩ tốt nhất ở thành phố, em cũng chọn ở thành phố rồi. Dạ. Yeah. Thì em nghĩ là xác định chúng ta ở thành phố đi. Anh có đồng ý? Đồng ý. Rồi, anh tới nắm tay cô gái đi, hai đứa đứng nhìn thẳng vào nhau coi. Nắm hai tay, hai đứa nhìn thẳng vào nhau. Đó. Nói gì giờ anh? Giờ không nói được hát. Em hát cũng được. Rồi. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ tới nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em. Tự nhiên cái anh quên rồi. Gì đó, anh quên rồi, để chút là sao. Bây giờ thì chúng ta có thể nói vui, có thể đùa chút xíu. Như đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng mình lại các bạn nha. 1 2 3. Thời gian. Chúc mừng hai em. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay đi. Nụ hôn đầu tiên. Không lại. Đó. Ái. Chào em, mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Em đến từ Củ Chi. Em năm nay 30 tuổi. Em sống và làm việc tại Củ Chi luôn. Dạ, em đang làm việc ở Bình Dương. Làm việc gì Thảo? Dạ em là tổng vụ ạ, được hay được gọi là ô xin cao cấp. Rồi mời em trai. Rồi, em tên là Nguyễn Duy Hùng. Hiện tại em lớn lên và sinh sống tại Đồng Nai. Hiện tại công việc của em là lúc trước là kỹ sư nhiệt lạnh và hiện tại bây giờ em là nhân viên kỹ thuật của Nike.
Và ngoài ra là em còn bên nhân viên chăm sóc và kỹ thuật hoa lan nữa. À, em là ở đâu? Ở Đồng Nai luôn hả? Em ở tỉnh Đồng Nai luôn, sinh ra lớn lên tỉnh Đồng Nai. Là huyện nào? Huyện Định Quán. Định Quán hả? Ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái là gì? Dạ, ưu điểm của em hả là hòa đồng, vui vẻ và thân thiện. À, khuyết điểm của em là có lẽ là em dễ nước mắt, với lại em hát dở. Nhiều khi hát dở nó cũng vui đó em. Rồi, nhưng mà nhà trai, ưu điểm, khuyết điểm là gì em? Dạ, ưu điểm của em là có thể em giải quyết tất cả công việc, từ việc nhà đến việc công ty và đến việc cả xã hội. Và em cũng là bên tình nguyện viên. Tình nguyện viên làm được cách đây cũng 10 năm rồi. Vậy là tốt. Hay rồi. Quá. Chào chú Huyền. Ôi, xin chào. À, em gái dễ thương ha. Bây giờ mình cho nhà trai biết được đường tình duyên của mình sao nè. Dạ, em có 3 mối tình. 3 mối. Gần đây nhất là cách đây gần 1 năm. À, em quen bạn đó cũng qua giới thiệu và cũng chỉ quen được có khoảng vài tháng thôi, và sau đó thì chia tay. Có vài tháng thôi đó. Dạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, có nghĩa là có thể là mối tình học sinh á, quen được 3 năm. Thì là cũng chưa có mối tình cũng nào sâu sắc. Cũng không có cái gì sâu sắc cả. Ơi, em có mấy mối tình rồi Hùng? Dạ, em có 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì nói chung là cũng chưa chớm, đó là tình yêu, mới là tình bạn thôi. Tình bạn thôi. Còn mối tình đầu tiên có tình yêu không? Dạ, tình yêu. Mấy năm? Dạ, 5 năm. 5 năm? Dạ. Rồi sao chia tay? Tại vì khoảng cách của người xa quá. Khoảng cách là ở đâu? Ở Nha Trang mà. Nha Trang hả? Nha Trang Định Quán cũng không xa lắm rồi. Nhưng mà bạn đó thì lúc em là sinh viên ở trường Thành phố Hồ Chí Minh á, là em là năm nhất, bạn ấy là năm ba. Khi bạn ấy tốt nghiệp và về việc ra thì bạn đó về ngoài đó làm, và bạn ấy kêu xa quá, bạn ấy không. Và bạn ấy kêu xa đúng không? Xa quá. Bạn không xa gì mấy. Bây giờ Định Quán với Củ Chi. Củ Chi. Nhưng mà hiện tại em đang làm gì ở Bình Dương? Bình Dương. Bình Dương Định Quán. Sao? Đã học xa. Không có xa nha. Thôi. Sao? Bây giờ mình muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là anh Tú. Anh Tú là Tú Diệu Nhi hả? À, tại vì em cũng cỡ cỡ chị Diệu Nhi á. Dạ. Hy vọng là có một người như anh Tú có thể chấp chịu, nhận. Chịu được. Dạ. Đó, yêu cầu vậy đó em trai. Em thấy sao? Dạ, em đáp ứng được anh. Em qua nhà trai đi coi làm sao. Nhà trai hiền lành lắm à. Dạ, chào chị. Dạ, chào nhà trai. Mình đáp ứng được cái nhu cầu của bạn gái không? Dạ, được chị. Đó, chiều chuộng được không? Dạ, được. Rồi, vậy thì mẫu hình lý tưởng của mình là gì nè? Em là người bạn hái nhất là có đạo đức, sống hướng thiện. Dạ. Có điều gì anh không thích ở phụ nữ không? Dạ, quỷ thề. Quỷ thề hả? Cờ bạc. Dạ, chưa thề anh chửi không lại. Đến mức gì đâu ha. Dạ. Em chửi không lại, lý do là em không thích là tại vì em chửi không lại hả? Chửi lộn thì còn được chứ chửi thề đâu. Bây giờ mình có mẫu hình lý tưởng gì không? Dạ, em muốn một người cao trên 1m7. 1m7 chắc. Chắc 1m7 không? Dạ. 69 rồi. 69. Cũng gần gần đó. Mập. Ốm như chú Quyền Linh. Ốm như chú Quyền Linh hả? Ừ. Ốm hơn chú Quyền Linh. Ốm hơn chú Quyền Linh. Được. Dư luôn á. Dư luôn ốm. Dư ốm. Dạ, không gia trưởng. Biết chia sẻ việc gia đình. Có gia trưởng không Hùng? Dạ không. Tại không nhà, nhà em là bên đa số mẹ em là bên tu tại gia. Thế em bắt đầu là hướng thiện hết. Không có gia trưởng gia nói đình đâu. Tu tại gia cho nên là cũng hiền đúng lắm. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị làm chung. Mình hỏi thêm coi chị thấy sao nè. Dạ em chào anh Quyền Linh, dạ chào chị Lan. Qua cái ánh nhìn đầu tiên á thì em cảm nhận cái anh này là ảnh hiền với là ảnh sống tình cảm. Trong đó là có cái vẻ chín chắn thì em thấy là hợp với bé Thảo, là tính cũng hơi giống như kiểu là con nít đó, thích chiều chuộng á. Với lại một điều cuối cùng em muốn nhắn nhủ với Thảo là cái mục đích mà Thảo đến đây á là để muốn được hẹn hò. Và mình nhắm vào cái mục đích đó để mà mình hành động. Dạ em xin hết ạ. Hay á. Chị Thảo ha. Nhà trai đi với ai? Dạ anh đây em đi gấp quá thì cũng đi này, em đi có mình. À rồi, có ông Mai lo, đừng rồi. Lo ha. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt rồi. Đi. Mở rào. Rồi hợp không? Rồi nhà trai bước qua nè. Cảm ơn anh. Anh có món quà anh tặng em. Đây là món quà mà anh tự làm. Dạ, cảm ơn anh. Đây là anh kết thành 1.500 cái tơ tằm. Có nghĩa là đây là một nửa trái tim của anh. Anh đang tìm một nửa trái tim lại để ghép thành đôi. Để chúng ta thành một. Dạ. Một nửa trái tim để anh với em cùng nhau dắt đi suốt quãng đời còn lại. Dạ. Tự tay bạn trai làm đó hả? Công phu đó. Làm lâu không vậy Hùng? À, cái dạ, này có thể bật đèn lên được đúng không anh? Có cắm đèn đây. Đèn đây, cắm lên nó sẽ sáng. Dạ. Cái này em làm 2 ngày.
hai ngày hả? Bằng tâm á, mà bà làm hai ngày hả? Đúng rồi, bằng tâm. Wow, dạ cảm ơn anh. Dạ em cũng có muốn quà tặng anh. Dạ. Rồi, cảm ơn. Đây là cà cao lapat, hy vọng là anh sẽ có thể có cơ hội dùng nó. Rồi, cảm ơn em. Em mới rung. Dạ em rung. Có hài hợp không? Dạ có. Hợp không sao, có anh lo đây. Dù anh cũng rung hơn em. Trai hát cho em gái nghe thử xem. Bao năm quen nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao chậu. Mong cho đôi ta luôn bên nhau, nghe vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày anh ngóng trông, trông ngóng đêm ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn thương gâu, đừng lo, có anh đây mà anh vui, mà em khó chỉ có anh lo. Anh sẽ rước em về, về làm dâu miền Nam, quên hết âu lo ta sống vui mỗi ngày. Anh sẽ rước em về, về làm dâu Đồng Nai, hai ta sống bên nhau luôn đau buồn vui. Người đó vui, người Đồng Nai thật tình lắm. Thương thì nói là thương, lại anh nói nghe nè, anh thương em lắm đó mình ơi. Dễ thương quá, thương anh. Rồi về chỗ đi nào. Em mà thêm em quan điểm về tình yêu như thế nào? Dạ em thì thích một người chung tình, phải lắng nghe và chia sẻ. Em nghĩ chắc là anh cũng lớn tuổi rồi, chắc là sẽ suy nghĩ chững chạc hơn. Đúng rồi. Anh thấy em sao? Em dễ thương. Cảm ơn anh. Thì bình thường anh đi làm là có đi làm thứ bảy chủ nhật không anh? Thứ bảy đi làm, chủ nhật anh nghỉ. À vậy ví dụ như nếu mà là hẹn hò thì xa như vậy anh có cảm thấy bị vướng không? Sao anh sắp xếp được. Dạ. Tại vì anh cũng hay lên Sài Gòn. À anh cũng hay lên Sài Gòn. Tại nhà cô anh ở Sài Gòn. Dạ. Anh trai cũng ở trên này. Dạ theo anh thì khi nào anh có thể tiến tới hôn nhân được? À, năm sau rồi. Năm sau hả? Tại giờ gần Tết rồi, gần hết năm mà. Dạ. Rồi bây giờ Hùng bước tới, nắm tay Thảo đi, nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt nhau. Nói gì đi. Tay lạnh nhưng mà thấy rất ấm áp về lòng. Cảm ơn anh. Em cảm nghĩ gì anh thế nào? Dạ em nghĩ anh là một người chững chạc, là người đàn ông của gia đình. Cảm ơn em. Dạ. Rồi xong, về ghế ngồi đi các bạn. Hùng có làm thơ gì tặng cho bạn Thảo không? Anh sẽ tặng cho em bài thơ. Bài thơ này do anh tự sáng tác lúc anh còn trong buồng ngủ. Dạ. Viết tên em trên tờ giấy trắng, sợ lâu ngày mưa nắng nhạt phai. Viết tên em trên bức tường dài, sợ lâu ngày tường đổ mất tên em. Khắc tên em trong tim mãi mãi, để nhớ hoài hình bóng của em. Hết rồi anh. Cảm ơn anh. Anh này nhỏ nhẹ quá đi á. Rồi để tay mình nút bấm nha các bạn. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mỗi bên. Các bạn sẽ nghĩ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi chúng ta trao đổi với nhau, những thông tin chúng ta trao đổi với nhau, xem có phù hợp với chúng ta hay không. Những cái giây phút ngắn ngủi mà chúng ta được chạm tay nhau, được giao lưu về mặt cảm xúc, xem đó có phải là một cái cảm xúc mà chúng ta đang đi tìm hay không. Và sau đó sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3. Hai cái chạm nút rất là đồng điệu. Chúc mừng. Cảm ơn chị. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Rung quá hả anh? Dạ. Rung quá chị. Dễ thương lắm á. Hùng rất là hiền luôn. Chúc các bạn sẽ sớm tìm ra một nơi để mình phát triển, để mình yêu nhau và để mình về chung một nhà. Dạ. Dạ, cảm ơn chúng em. Thông qua chương trình này em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai em đến được với nhau. Thì em cũng chúc cho anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan luôn luôn nhiều sức khỏe để tạo cho nhiều cặp đôi như đêm nữa. Và sẵn tiện này em cũng có dịp em mời anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan và tất cả các ekip của chương trình và khán giả xuống Định Quán du lịch chuyến. Còn ví dụ cho ăn ở thì em lo, tại nhà em kinh doanh khách sạn. Wow. Rồi sẽ ghé không? Anh đưa ra cái cạc luôn. Có cạc luôn hả? Chưa tưởng món tiền để cho không à. Cạc được rồi đó, anh gửi cho chị. Cảm ơn em. Cả đoàn đi Định Quán ghé cái chỗ cục đá đè lên nhau thôi nha. Nghe chỗ đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, tôi thấy cái chỗ đó ngay trung tâm luôn. Rồi nói đưa cạc vậy, nắm tay nhau đi. Và một thủ tục không thể thiếu trong chương trình. Nào. Đó.
Đó là những giây phút mà tôi nghĩ rằng các bạn sẽ không bao giờ quên được ha. Yeah. Chúng ta cố gắng chăm sóc những cái gì mình đang có để nó thăng hoa hơn nữa nha. Cảm ơn. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh Trương. Xin mời nhà gái. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Rồi, nhà gái giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Xin chào. Chào. Dạ, em chào tất cả mọi người đang ngồi dưới khán đài cùng tất cả các quý vị đang xem chương trình. Em tên là Trần Thị Bích Hồng, năm nay em sinh, năm nay 32 tuổi. Hiện tại em đang làm công việc là chăm sóc khách hàng tại một công ty tài chính. Hiện em là mẹ độc, mẹ đơn thân. À. Em bé bao nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ, con em năm nay 10 tuổi rồi chị. Bé ngồi dưới đúng không? Đúng rồi. À, Hồng có con gái rồi đó hả? Dạ. Bây giờ Hồng đang sống và làm việc tại Lâm Đồng luôn hả? À, dạ không, em hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mời nhà trai. Dạ, em chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ, bạn gái kế bên và tất cả mọi người ạ. Em tên Luân, em đến từ Bình Phước và năm nay em 34 tuổi. À, Luân hiện nay sống ở đâu? Dạ, em đang làm việc và sống ở Bình Phước. Ở Bình Phước luôn hả? Sống với ai trển? Dạ, với mẹ với hai nhóc của em. Cũng có hai đứa con luôn hả? Đúng rồi. Cái hoàn cảnh sao mà có hai thằng nhóc trước vậy Luân? Dạ thì em lấy vợ cách đây 4 năm thì vợ chồng chia tay nhau thì em... Mình ở nhau được mấy năm? Dạ 6 năm. Có hai đứa con nhỏ dễ thương quá, ngồi dưới mà chắc dạ. Cũng dữ dội lắm mới chia tay đúng không? Hết duyên nợ. Như cảm giác trong cái duyên nợ đó mình có lỗi gì với người phụ nữ không? Nói chung là em thấy em cũng không có lỗi gì để mà... Không có lỗi gì hết hả? Đôi khi là em bị thiếu cái sự quan tâm dành cho người phụ nữ của mình. Vì công việc của em nó quá bận thì sao? Đó cũng là một trong những nguyên nhân vậy. À, công việc của em thì... Dạ, chào chị Ngọc Lan. Cái sự nồng ấm trong gia đình em rất là quan trọng. Nên là em không bao giờ để mà lạnh nhạt trong cái gia đình của mình. Thật ra đôi khi mình không thấy giống Ngọc Lan nó đúng đó. Đúng rồi. Bây giờ một người phụ nữ người ta có hai người con với mình thì phải có cái gì dữ dội lắm thì mới chia tay. Ở đây mình không phải bắt lỗi người đàn ông hay gì, nhưng mà nếu mà chúng ta nhận ra ok, tôi thiếu một cái sự chăm sóc hay thiếu một sự tinh tế nào đó, mình nhận ra được cái lỗi riêng mình á để mình khắc phục cho cái mối tình sắp tới nè. Dạ, đôi khi cái lỗi đó của mình cũng ngay cả bản thân mình cũng không biết. Ở đó, thí dụ như thế. Bây giờ ưu điểm của em là gì nè? À, dạ, ưu điểm của em là em sống rất là trách nhiệm với gia đình. Thấy hai người con ở đây là biết là em lo cho hai đứa con rồi đúng không? Dạ. Là con em nuôi đúng không? Dạ, nói chung là để vợ giữ tiền. Rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm. Khuyết điểm thứ gì? Khuyết điểm là dễ, giống như là trong cuộc sống mà mình khi mình gặp một cái biến cố hay gì đó thì em là cái người rất là dễ suy sụp về cái mình đang có một cái gia đình hạnh phúc mà mình bị mất đi á, thì nó làm cho em cái thời gian đó em bị nói chung là suy sụp cái thời gian đó. Thế thì trong cái thời gian mà em suy sụp như thế thì tinh thần ở đâu mà để cho em có thể nuôi hai bạn nhỏ này? Có nghĩa là em tự đứng lên thôi. Có nghĩa là công việc nó sẽ nó em bận về công việc nhiều thì nó cái công việc nó khỏa lấp cái khoảng thời gian đó. Ok. Còn bây giờ tôi sẽ hỏi nhà gái nè. Rồi. Gái cười tươi có duyên rồi, mắc cỡ cho e thẹn nè. Mình chia tay với ông xã bao lâu rồi? Em có con với chồng em là năm 2012 thì sinh bé. Thì mãi đến năm 2013 thì em mới bắt đầu là kết hôn. Thì trong cái thời gian kết hôn thì hai đứa em cũng đi thăm nhiều. Nhưng mà cái thời điểm định điểm để em quyết định ra tòa thì là tháng 8 năm 2020. Ly thân là cũng phải là 4-5 năm. Còn cái lý do ly hôn chỉ đơn giản là thiếu sự chia sẻ thôi. Thôi, mỗi bên thì cũng có trai có gái đủ rồi. Tôi khoái con gái lắm, tôi để con gái càng nhiều càng tốt. Không để con gái đời, không để lên nhạc. Cái tiêu chí để chọn một cái người đàn ông của em là như thế nào? Dạ em, thứ nhất là em không thích đàn ông nhiều chuyện. Đàn ông mà nhiều chuyện là mệt lắm á. Dạ. Cái thứ hai là em không thích đàn ông vô duyên. Đôi khi có người ta vô duyên mà ta không biết ta vô duyên thì mình phải bổ sung duyên cho họ thôi. Đúng rồi, mình phải nhắc người ta, anh cái đó hơi vô duyên. Tại vì trước khi em đến chương trình này á thì em cũng quen một vài anh thì họ rất là thẳng. Chưa biết em thế nào hỏi lý do sao em ly hôn chồng vậy. Rồi em quyết định quay về với chồng em không? Hỏi những câu đại loại là vô duyên như vậy, em không thích. Và cái thứ ba là em không thích đàn ông ở dơ. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em là em sống rất là thành thật. Gia đình về phía em thì em không nói ha. Phía người yêu của em thì
em xem bố mẹ em như thế nào thì em sẽ xem người bố mẹ của bên phía người ta như vậy. Tại vì em cứ quan em chỉ quan niệm là nếu như không có bố mẹ của người đó thì chắc chắn sẽ không có người đàn ông đó để cho em ôm. Nha. Ưu điểm của em là em sòng phẳng, em sòng phẳng trong tất cả các mối quan hệ. Em cảm thấy như vậy đó là ưu điểm của em. Và em không nhiều chuyện, em cũng không thích thọc mặt vô chuyện đời tư của người. Đúng rồi, chuyện mình lo chưa xong. Nhược điểm của em thứ nhất là em không biết nói. Cái thứ hai là em hơi khó tính. Đối với những người xung quanh em thì như thế nào cũng được. Nhưng mà còn đối với những người thân cận nhất của em là chồng em và là con em là em không nhiều chuyện thì em cũng không thích người ta nhiều chuyện. Khi mà em ra ngoài đường em chỉnh chu thì em cũng thích chồng và con em cũng chỉnh chu như vậy. Cái đó gọi là khó tính. Mà cái khó tính của em thì chị em cũng nói, mà mẹ em cũng nói và con em cũng nói là em khó tính. Nó có hơi áp đặt không em? Em không thấy cái đó là áp đặt. Bởi vì khi mà mình ra ngoài đường, thậm chí ngay cả chị, khi chị ra ngoài đường chị cũng không thích người nhiều chuyện mà. Cái đó là em đang không có nhiều chuyện thì đúng rồi, nhưng mà cái chỉnh chu á, cái quan điểm của em, cái nhìn của em nó là như vậy. Nhưng có thể là cái người đàn ông bên cạnh em, người ta là thấy ủa anh có chỉnh chu rồi mà ta, nhưng mà em lại muốn chỉnh chu theo cách của em. Cái chỉnh chu của em là người đàn ông đó và em nữa cảm thấy là ai cũng thấy ý kiến của mình đúng thì em sẽ mời người thứ ba, em sẽ nhờ người thứ ba. Còn nếu như người thứ ba nói là anh đúng, ok sure, thì em sẽ theo anh. Rồi mua chuộc người ta sao? Đó là cái việc của mình với gia đình mình á, thì mình cũng nên hạn chế để mà để một cái người thứ ba họ phải quyết định. Đang nói về cái vấn đề chỉnh chu thôi. Được không, ý kiến đó cũng hay. Cái đó chuyện nó vui là làm gì có chuyện mà cãi nhau đã xong kêu người thứ ba giải quyết. Dạ đúng rồi. Tức là ta nói hai bộ đồ đi ra đường, bây giờ kêu bạn sớm qua hỏi bây giờ coi đồ ai đẹp hơn. Lực thấy cũng mệt. Là mệt rồi, tại vì bà cũng có ý kiến khác nữa không. Bây giờ thì thôi mình hỏi ý kiến người thân cho họ gặp mặt đi. Cưng quá à. Tôi khoái bà này nè nha. Dạ, dạ con chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Chào con. Thì con hay chú kêu cũng được. Hỏi với má con. Bây giờ chú để hỏi cô con Lan muốn xuống. Má lấy chồng không nè? Dạ rồi. Hả, con muốn má lấy chồng không? Dạ có. Chi vậy con, má lấy chồng sớm để làm gì? Hả, má nhà má la con, má con muốn má lấy chồng khỏi la con hay sao? Nhà mẹ hay la không? Có. Có hả? Vậy giờ ý là muốn mẹ lấy chồng để mẹ bớt la con hay sao? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Vậy là mẹ khó lắm nè, con mà nó còn... Con, mẹ khó không con? Dạ có. Khó hả? Dạ. Ở nhà ai nấu cơm con ăn? Dạ, lâu lâu thì con nấu, mà lâu lâu má con cũng nấu. Nãy má con nói má con không biết nấu ăn. Con lâu lâu nó... bạn ấy nấu. Con nấu luôn hả? Dạ. Con bắt đầu nấu cơm từ bao nhiêu tuổi? Con bắt đầu nấu cơm từ năm 8 tuổi. Từ thôi, khi mà con ta. Ở với bà ngoại con. Sao con giỏi vậy? Bây giờ nè, cô Lan hỏi thiệt nè. Bây giờ con nhìn chú bên này đi. Đó, nếu mà ngày hôm nay mà mẹ và chú bấm máy lộn, mẹ và chú bấm nút á, thì con có vui với cái quyết định đó của mẹ không? Dạ có. Con thấy chú như thế nào? Con thấy chú cũng được. Cũng được. Chú đẹp trai không? Dạ có. Con có muốn nói gì với chú không? Con có chưa? Con muốn chú giúp gì mình trong công việc khi mà về nhà mình không, hay gì đó yêu cầu gì với chú không? Dạ. Con có yêu cầu gì chú không? Dạ không. Chú chơi với không con hả? Nhiều không? Con dạ không, muốn... tại con đang sắp thi rồi nên con sắp thi rồi không muốn chơi nhiều nha. Con muốn chú có... đưa đón đi học không? Dạ thôi, nhà con gần trường. Con muốn có em trai em gái gì thêm không? Dạ không luôn. Không hả? Rồi bây giờ con có sẵn hai anh bên đó đó, rồi con thấy làm sao? Con thấy bình thường. Hai anh bên đó sẽ chơi với con. Vui lắm á. Hai anh chơi đủ thứ trò chơi chứ. Chơi game thì cái được không? Được. Được ha. Rồi, được rồi. Thấy sao chị quá. Này chị độc lập, chị mạnh mẽ và chị quyết đoán. Thích là thích, nói không thích là nói không con thích. Con nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 10 tuổi. Trời ơi, 10 tuổi giỏi quá. Được đó, chú thấy còn bạn lĩnh đó nha. Rồi, em trai đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ với hai nhóc, với dì. Mẹ đây hả? Dì của em và em gái. Dì hả mẹ? Dạ dì, mẹ hả? Luôn, mẹ luôn, mẹ luôn. Mẹ luôn hả? Dạ, mẹ rồi dì rồi. À, hai người em, luôn đúng dạ. Rồi. Bây giờ ý kiến mẹ cái đi nè. Mẹ có còn con đẹp trai rồi nha. Mẹ cũng đẹp nữa.
chị lấy cái khẩu trang ra ngoài luôn đi chị. Đúng rồi. Alo. Chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Và chào tất cả mọi khán giả trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thấy bé gái bên đây cũng xinh, dễ thương, mà dạy dỗ con rất tốt. Cô cũng mong là cho con trai của cô một cơ hội. Dạ. Để hai đứa tìm hiểu nhau đi. Dạ. Tại vì Luân nó rất là, nó là một người đàn ông rất là tốt. Dạ. Nhưng mà số phận của nó gặp một người vợ không tốt. Cô chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn chương trình. Dạ. Rồi cho chú Quỳnh Linh hỏi con trai lớn thế này con. Thằng Nghiệp con thấy bà nội cũng khóc rồi đó. Dạ. À, con có muốn ba con lấy vợ không? Dạ có ạ. Có hả? Con thấy cô này sao? Được không? Dạ, dạ được. Hiền không? Không dạ. Hiền. Cũng hiền. Cũng hiền hả? Con thấy em gái nè, dễ thương không? Dạ, cũng dễ thương. Dễ thương. Mai mốt nếu mà mẹ con với chú này có duyên với nhau á, thì con nhớ thương em gái nha. Dạ. Con có chơi cùng chơi với em gái không? Dạ có. Có nhường nhìn em gái không? Dạ có. Trời, chú thương hết sức luôn. Được rồi, chú hỏi vậy được rồi. Ha, bà nội mặt phúc hậu dễ sợ luôn. Có thằng trai cũng đẹp trai. Ha, được rồi. Bây giờ mình hỏi hết rồi nói chuyện để hai bên cảm nhận về nhau nha. Bây giờ thôi mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Rồi chuyện gì đến nó đến ha. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Dạ. Rồi bước qua đi. Em ở đây đi. Đó. Rồi. À, lần đầu gặp em anh không vào. Em chào anh. Dạ. Trước tiên là anh cho em xin phép được tạm thời không nhận bó hoa này được không ạ? À? Dạ. Tại vì em thực sự em rất là ít khi mà nhận quà từ một người mà không hề có ý nghĩa gì với em cả. Bởi vì em rất là trân trọng những cái món quà mà cái người đó tặng em. Và ngày hôm nay thì em cũng không có mang món quà gì lên đây cả. Nếu như mà em và anh có đồng ý hẹn hò thì anh cho phép em nhận món quà này sau. Và anh cho phép em là được nợ anh món quà để lần đầu tiên mà hai chúng mình đi hẹn hò thì em sẽ tặng cho anh được không ạ? Dạ, em rất là xin lỗi anh nha. Đó. Anh thông cảm giùm em ạ. Trời, thấy khó rồi đó. Quay mặt lại nhau đi các bạn. Cũng có thể đó là một trong những điều kiện nếu mà bấm nút thì mới nhận hoa đúng không? Có dạ, một cái ý hay của nhà gái chứ không phải là nhà gái có một cái ý gì hết á. Nên là mọi người, rồi chúng ta bỏ qua câu chuyện này nha, chúng ta bắt đầu tới cái câu chuyện là mở rào ra rồi đó, các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Anh nói trước đi ạ. Em giờ em sinh sống ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Anh hồi nãy thì anh chưa giới thiệu bản thân anh là tại anh đang làm dạy lái xe ở tại Bình Phước. Dạ. Anh sinh sống ở Bình Phước luôn. Không biết là em có suy nghĩ gì về anh không, về cái điều kiện của em như thế nào? Thực sự ra thì em không phải là một người vội đánh giá người khác chỉ qua một vài câu nói hoặc là chỉ qua một vài lần trò chuyện. Dạ. Yeah. Thì bây giờ nếu như anh hỏi em là em suy nghĩ gì về anh không thì em sẽ không, em trả lời là không. Nhưng mà nếu hỏi là em có suy nghĩ gì về cái cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ hay không thì em nói có. Bởi vì có thể tin tưởng anh thì em không, nhưng mà em sẽ tin tưởng mẹ anh nhiều hơn. Dạ. Anh cho em hỏi là theo như anh thì trong một cuộc tình đó, điều gì là quan trọng nhất? Trong cuộc tình cái sự cảm xúc với nhau, em cảm xúc giữa hai người với nhau. Theo như em á thì thứ nhất là phải nên biết chia sẻ, thứ hai là phải biết lắng nghe, và điều quan trọng là phải biết thay đổi. Thế cho nên là nếu như sau này em với anh mà có hẹn hò với nhau á, ở em có làm những điều gì anh không thích thì anh nói thẳng anh không thích em như vậy,
ok, nếu như em cảm thấy là em thay đổi được, tình yêu của em đủ lớn thì em sẽ thay đổi. Hoặc là em làm cho anh buồn vì một cái gì đó thì anh cũng nên nói để lần sau em rút kinh nghiệm. Hoặc là em cũng vậy thôi, em chỉ có nhiêu đó muốn nói với anh thôi ạ. Và không, chị em một nói một câu nữa là mình yêu nhau á thì mình phải sống vì nhau. Anh thương em như chính bản thân anh thì em cũng sẽ thương anh như chính bản thân em vậy thôi. Em chỉ muốn nói nhiêu đó hả? Thực ra anh thì là một người sống rất là hướng nội, có nghĩa là anh rất là thích về cái em, anh chỉ sống về gia đình thôi, hướng về gia đình mình thôi. Chứ còn anh không có những cái thời gian anh có thời gian thì cũng chỉ về hướng về gia đình thôi. Chứ anh cũng không có hướng về bên phía bên ngoài như là bạn bè hay là nhiều lắm. Nên là tất nhiên là anh sẽ có nhiều cái sự chia sẻ với vợ hơn. Ví dụ như là làm việc nhà hay là chăm sóc con cái thì cái đó là anh có thể chia sẻ mọi thứ, thậm chí là những cái việc vợ chồng làm ăn hay là những cái sinh hoạt trong cuộc sống này nọ thì anh có thể chia sẻ hết những cái vấn đề đó. Và anh chỉ muốn hỏi một điều là nếu trong cuộc sống của vợ chồng á, nếu mà có những lúc thăng lúc trầm thì cái những cái lúc mà thăng trầm đó thì em có đủ bản lĩnh để vượt qua cùng với chồng của mình không, hay là sẽ có, nó sẽ những lúc thăng lúc trầm đó em? Thì em cũng trả lời thẳng là em đủ. Bởi vì thực tế là khi mà em ở với chồng em thì cũng nhiều khi hai đứa cũng phải vất vả lắm, thế nên là em vẫn có đủ bản lĩnh để mà cùng anh ấy vượt qua. Nhưng điều quan trọng là anh ấy có xứng đáng không. Tại vì em cũng đã từng đổ vỡ rồi, cho tới khi mà hai đứa em thành công thì anh ấy lại là người làm cho cuộc sống hôn nhân đó tan vỡ. Và bản thân em là một người rất là cá tính, thế nên là nếu như mà khi em đã cùng anh vượt qua khó khăn rồi nhưng anh lại không còn xứng đáng với tình yêu đó nữa thì em sẵn sàng chấm dứt. Em sẵn sàng ra đi hai bàn tay trắng. Bởi vì anh cũng nên xác định là em là một con người rất là cá tính và rất là mạnh mẽ. Nhưng mà cái cá tính đó của em, nếu như anh có làm gì sai thì em mới cá tính. Còn cái anh muốn em thay đổi về cái cá tính là có nghĩa là vợ chồng nên cởi mở và thoáng với nhau hơn. Nghĩa là sống trong một nhà nó giống nó đừng có một cái rào cản, mà đừng có một cái gì đó gọi là nặng nề với nhau. Trong gia đình lúc nào cũng có cái sự hơi ấm trong đó. Và anh đang hiểu sai em rồi. Cái tính em, ý của em nói ở đây là cái tính của em mạnh mẽ, tức là những việc gì em làm được thì em sẽ không bao giờ nhờ thế anh. Cái đó thôi, chứ còn tất nhiên vợ chồng thì phụ nữ mà cũng có lúc phải mềm yếu. Anh vẫn thích những người phụ nữ bánh bèo một chút. Chứ em đừng, có nghĩa là mình đôi khi mình cá tính mạnh mẽ quá, mình cái gì mình cũng có thể là nghĩ là mình lo được cho mọi người. Nhưng mà anh thì là cái người đàn ông, anh chỉ cần là người phụ nữ bên cạnh mình để mình bảo vệ người phụ nữ đó thôi. Chứ còn vậy khi mà em bánh bèo thì anh đừng có chê nha. Tại vì ngày xưa khi mà chồng em, sau khi ở với em xong rồi thì chồng em về nói với mẹ em là: mẹ ơi, sao cô Hồng nhõng nhẽo quá, con chịu hết nội rồi. Thì tới khi mà em nhõng nhẽo, tới khi em bánh bèo là anh không được la nha. Tất nhiên đàn ông, cái người phụ nữ đối với anh thì là một cái niềm tự hào của anh. Nên anh đi đâu thì anh cũng muốn, có nghĩa là vợ chồng đi cùng với nhau. Và giống như đó thì cái kiểu như là em phải mình lúc nào cũng phải cái tình cảm với nhau. Đúng chứ rồi. Mình đừng có mà lạnh, cái kiểu như là có một cái rào cản gì với nhau. Em thì cũng vậy. Đối với anh em, chỉ là như vậy. Em cũng là một người ra ngoài đường em rất thích thể hiện. Nếu như mà vợ chồng vui vẻ ra ngoài đường thì em cũng rất là thích thể hiện điều đó cho cả thế giới biết rằng tôi có một người chồng thương tôi vậy đó, chúng tôi hạnh phúc vậy đó. Mấy cái tiêu chí mà hồi nãy của em á thì anh thấy là anh số 1 không ạ? Sạch nhất rồi, chỉnh chu nhất rồi, tất cả mọi thứ. Còn bây giờ mình nói chút xíu về chăm sóc con cái đi. Nếu đúng như rồi. Hai người có duyên với nhau thì con cái sao, rồi mình ở đâu, mình quyết định về đâu mình sống.
mình phát triển kinh tế thế nào, mình thử đi xa hơn chút xíu đi các bạn. Dạ. Thì em á, thì bạn tính em dạy con rất là khó. Ngay từ khi nhỏ em đã được mẹ rất là nuông chiều rồi, và em thấy cái sự nuông chiều đó nó chỉ làm cho em, nó chỉ có hại em sau này thôi. Cho nên khi mà em dạy con em là em sẽ phải dạy con tự lập, là những việc gì ở độ tuổi của con làm được thì em bắt buộc con phải tự làm. Mình là người lớn, mình chỉ có thể hỗ trợ cho nó những cái việc nó không làm được thôi. Còn tất cả những việc mà ở độ tuổi của nó làm được thì chắc chắn là nó phải tự làm. Cho nên là nếu như sau này về mà anh cảm thấy em khó khăn với con anh thì cái đó không phải là em không thương đâu, mà cái đó là do bản tính em muốn rèn giũa cho nó tính tự lập. Và ngay cả thậm chí mà con em không biết như thế nào, chứ em dẫn con em đi đâu thì ai cũng khen là sao con bé này, sao mẹ nó dạy tuyệt vời quá vậy. Đôi khi là hàng xóm người ta còn nói em là sao mày hung dữ với con mày quá vậy. Mà thực ra là em muốn con em ở điều kiện tốt nhất có thể. Em muốn ra ngoài đường người ta nói một câu là ừ, con bé này nó không có ba dạy đó, nhưng mà mẹ nó dạy nó tuyệt vời quá. Em thích vậy thôi, còn đó là quan niệm của em nha. Còn sau này ví dụ như mà nếu như mà có con chung thì nhất định con phải để em dạy. Tại vì em tự tin mà nói rằng em dạy con em tốt mà. Ok, nếu mà em dạy con được thì anh đã cho em dạy chứ anh dành chi. Rồi về kinh tế sao nè? Nếu hai người đang yêu xa đó, nếu mà chúng ta đủ duyên với nhau thì mình ở đâu, mình phát triển kinh tế như thế nào, quan điểm của mỗi người luôn đi. Công việc của em ở Sài Gòn, có nghĩa là nhà em ở Lâm Đồng. Và, dạ đúng rồi. Và em có nhà ở đây chưa? Dạ chưa. Em chỉ có nhà chồng cũ em thôi, còn em thì chưa có. Thì anh, cái này thì bây giờ nói chung là mỗi người một công việc ở mỗi nơi khác nhau, nên có thể là cái này mình sẽ bàn tính sau. Dạ, đúng chú rồi. Không, quan điểm thôi. Không, quan điểm tất nhiên thì... là phải tính. Thí dụ có quan điểm bây giờ, thí dụ vậy em nói anh với em lấy nhau thì em có thể về với anh được hay không, anh sẽ lo cái gì đó để cho người phụ nữ có thể an tâm. Dạ. Hay là em nói là em không về, em nhất quyết em phải ở thành phố Hồ Chí Minh thì thôi, thí dụ vậy. Thật ra bản thân anh á, thì hiện tại á, lúc trước là cũng giống như em vậy đó, có nhà chung của hai vợ chồng này nọ đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng mà sau khi chia tay thì anh về nhà mẹ ở, thì bây giờ anh vẫn còn ở chung với mẹ với hai nhóc thôi. Sau này nếu nếu đã đến với nhau thì chắc có lẽ là mình sẽ hướng về Sài Gòn em ạ. Sao cũng được, mình cảm thấy ở nơi nào mà mình cảm thấy là mình thoải mái nhất thì ở. Em cũng có thể về Bình Phước ở cũng được, và chấp nhận thì điều đó có nghĩa chấp nhận là em sẽ làm một công việc mà nó không hề phù hợp với em và ít tiền lương cũng được, lúc đó là anh phải tự chịu nha. Rồi. Thì tại vì anh thấy để con cái 21 tụi nó cũng hướng về Sài Gòn nó ở không chứ. Thì cái đó mình bây giờ mình cứ tạm thời là mình tính vậy trước đi, sau này mình tính tiếp ha. Đúng rồi. Dạ. Đó. Thôi, mình giải tỏa bằng một vài phút văn nghệ rồi quyết định đi các bạn. Em trai, em tiến tới hát tặng cô gái một bài nào đó mà mình yêu thích chẳng hạn. Bây giờ thấy hơi trong căng thẳng quá, hơi căng thẳng xíu ha. Đúng rồi. Nào, em trai. Dạ. Tiến tới nắm tay em gái mình giao lưu về mặt cảm xúc cho mình hát bài Lời Tỏ Tình Mùa Xuân, Lời Tỏ Tình Dễ Thương hay gì đó, ví dụ chẳng hạn. Dạ. Tới đi em trai. Dạ, em ngồi đây hát. Đúng rồi, tới luôn, đứng nắm tay bạn gái. Mình nắm tay mình mới có được một cái cảm nhận rõ nét nhất. Hôm nay đến đây gặp em thì cũng là một cái duyên. Thì anh cũng muốn là nó sẽ có cái gì nó bền lâu hơn. Và anh tặng em ca khúc mà Mãi Mãi. Đời bao buồn vui, quay mặt ngày tháng đưa ta về đâu. Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhàn du tiếng hát chơi với hỡi em. Đời đã cho ta gặp nhau, từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong.
Biên trăng lòng anh đã bao lần, người ơi xin lắng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều trong gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Hay quá. Em gái hát đi. Hát hay ghê. Em gái hát đi. Em gái hát bài đi. Dạ thôi anh ạ. À thôi được rồi. Nếu không hát thì bà thôi. Bà khó lắm á, ép ép bà hát rồi, bà xử luôn. Bây giờ tôi để tay mình nút bấm cho các bạn. À, nãy giờ cuộc nói chuyện của các bạn hơi dài, chúng tôi muốn để các bạn trao đổi hết những cái nội dung nào đó để tôi hiểu nhau nhiều hơn, để đưa ra quyết định cho nó đúng ha. Bên tay trái kìa, mình đủ lớn rồi, mình cũng đủ để suy nghĩ quyết định đúng đắn rồi, đưa ra quyết định chính xác. Đây có phải là một người để cùng mình bước đi trên con đường còn lại hay không? Mình quyết định bằng cả trái tim nha các bạn, quyết định không vì điều gì cả. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em sẽ ấm ấm không được nha. Rồi bây giờ thì chúng ta hợp thức hóa cái bó hoa đó nào. Đừng nói tôi không nhận nữa nha. Ép đợi quy lúc cố gắng đeo mà còn chút xíu nữa thôi. Anh nợ chị em xin những món hoa này nha. Ngon, anh tặng em. À, và anh cho em xin nợ cái món quà. À, tới hôm đầu tiên mà em với anh đi hẹn hò thì em sẽ trả lại cho anh sau. Cảm ơn em. Nãy trong cái thời gian mà chờ hai bạn này quyết định, tôi nhìn xuống tôi thấy cô con gái để tay lên tim. Con hồi hộp hả? Con hồi hộp như thế nào? Hồi hộp gì? Sợ chú không bấm hay sợ mẹ không bấm? Không nghe gì sợ cả. Sợ mẹ không bấm. Bé nói sợ mẹ không bấm. Thật ra lúc mà bé cầm tay lên thế này á, tôi rất là thương bé nhiều. Đúng. Hơn, cảm xúc nhiều hơn. Để mình cũng cầu mong rằng hai bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn, để lo cho mấy đứa nhỏ. Yeah. Bây giờ mấy đứa nhỏ lên đây đi. Đầu tụi con lên đây, đây con. Tụi con lên đây. Đi đường này nè, cô Lan dẫn. Vui ha. Nhà sắp có em nữa nha. Hả? Đó, bà đứng vô. Bà đứng, đứng vô nào. Đội hình này đẹp đó. Đội hình đẹp đó. Ha. Bây giờ mình hát cả nhà thương nhau được không? Hát đi, bây giờ ba đứa hát nè. Hát cả ba nhà. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Các bạn hãy nhớ cái lời của bài hát này. Cả nhà phải thương yêu nhau, xa nhau thì phải nhớ, và gần nhau là phải luôn mang tiếng cười đến cho nhau. Các con cũng vậy nha, các con phải thương yêu nhau, bởi vì các con đã thiếu thốn rất nhiều rồi. Bây giờ là cái khoảng thời gian là các con được bù đắp, nên các con phải thương yêu nhau, thương yêu ba mẹ, nghe không? Thật ra là cuộc đời chúng ta không may mắn lắm thì hạnh phúc bị đổ vỡ. Và hy vọng rằng với những khoảnh khắc này, chúng ta cố gắng giữ lấy thật chặt nha. Yeah. Cố gắng hiểu nhau, yêu nhau vì mấy đứa nhỏ. Cố gắng chăm sóc nhau chút xíu. Hy sinh cái tôi của mình đi. Đừng khó quá. Đừng cố gắng gồng mình quá. Hãy nhẹ nhàng. Hãy yêu thương nhau. Đừng rời xa nhau. Hãy sống bằng cả trái tim của mình. Một lần nó đổ vỡ rồi nó đau lắm. Nó tổn thương cả cuộc đời luôn. Tội nhất là mấy đứa nhỏ nè. Ráng lần này cho nó kỹ càng, suy nghĩ cho nó chín chắn nha. Rồi chúc cho chúng ta sẽ sớm hiểu nhau, sớm yêu nhau và sớm chăm sóc với nhau, chăm sóc cả cuộc đời này nha. Tôi thấy rằng mẹ đã khóc rồi đó.
những giọt nước mắt đã rơi xuống. Chẳng ai muốn hạnh phúc mình tan vỡ cả, chẳng ai muốn cái con thuyền mình đang đi bị chìm cả. Hãy cố gắng hy sinh vì nhau, hãy cố gắng làm sao để giữ con thuyền đó đi trong phong ba bão tố, đi suốt cuộc đời này. Nhìn mấy đứa nhỏ mà mình sống thôi nha. Rồi chúc cho gia đình chúng ta một ngày đẹp trời, chúng ta về chung với nhau để cùng vui chơi, để cùng hát nhau bài đó nha. Ai tặng quà nè. Thật ra tôi cũng muốn rơi nước mắt vì cái hình ảnh vừa rồi. Chúng ta ai cũng muốn điều này cả, nhưng mà thôi, số phận nó không may thì mình bỏ qua đi, chúng ta làm lại từ đầu, vá lại những vết lành của trái tim.